Rồi hôm nay má mi mai làm cho ăn mì Quảng nè, dăm mi hả? Trời ơi, má mi mai ăn gần hết tô rồi. Alo alo Su, cho phát biểu ý kiến coi ngon Dăm không? Vừa ăn không? mì. Alo Patrick, Patrick goûter le Lucy có ngon không con? Má mi mai nấu ngon không? Cathy ơi, Cathy dăm mi không con? Ngon hả? Ừ, Cathy ăn đi. Đây là món đúng món mì Quảng nha, mì Quảng miền Trung nha. Mì Quảng Đà Nẵng nha. Có cái là Vậy, sẽ công đa năng nó. Mì Quảng Đà Nẵng là nước lèo nó khô như vậy nhưng mà nước nó đậm đà chứ nó không có giống như mì Quảng Sài Gòn là nước nó nổi lởn bởn lên ha. Đây nè, đúng là mì Quảng Đà Nẵng nha, phải có đậu phộng nè. Thịt gà nè, sườn non nè, tôm thịt, nói chung là mình muốn ăn gì thì mình ăn thôi. Hành ớt lá ra, mình ngò hồng ra. sẽ cay hả à, cay hả ồ ăn mì Quảng với tương ớt của Lan làm là tuyệt vời ông mặt trời luôn nha. Rồi nha Lê. Rồi Lê chinh chinh má mình đi lấy một bé à ê cà tê lưu xì mẹ à mình xếp vào đây đi đây con mẹ 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 Rồi nha má mà là má mi mai về lại Việt Nam rồi mọi người ơi. Hôm nay má mi mai cho ăn mì Quảng. Mì Quảng Đà Nẵng. Hấp dẫn nha. Uống miếng trộn coi. Cái muỗng này của con phải không? Muỗng mắm. Muỗng chan mắm. Rồi ăn đi mọi người. Mommy, she just feed this on. Ăn đi. Ăn đi. Ngon cái bé. Dăm mi quá. Nhìn cái tô hấp dẫn quá. Không có dính đâu mà. Ngon cái tôi không ăn mì nữa, cứ ăn nó không. Cho tôi ăn mì đi con, không có ăn cái này nữa, dẹp cái này đi, không ăn nữa cái này. To và mỡ quá luôn. Ăn cho đỡ thèm. Sao sẽ là gu Đà Nẵng hả? Vừa ăn hả? Vừa ăn. Vừa ăn lắm á, nấu vậy là vừa ăn. Nó được chan cái mắm, không chan con không cần chan mắm nữa, vừa ăn rồi. Nó ăn mặn quá. Có cái đậu phộng vô á, thơm thơm béo béo. Ngon quá à. Quay qua cho Lucy. Nó cà tươi coi rồi. Coi rồi Lucy ăn cho nó sao nè. Cầm nguyên cái tô lên hút luôn, đã không? Hả? Hay quá mà ngon là quên được bao giờ. Ngon con? Dạ ăn ngon quá. Con muốn ăn thêm nước hả? Không còn nước là đừng kìa. Bà thèm bà thích làm cái này. Cái tô này hấp dẫn nè. Bà cho tôi ăn rất nhiều. Má là đầu bếp mà. Mà cái này con cho. Đáng lẽ má đầu bếp là má phải làm tao theo ý má chứ. Ý mà nè. Cái con cái này hấp dẫn. Không, cái này là nước nhiều. Mọi người nhìn nó ngon hơn. Sáng vừa vặn, đậm đà. Đặc biệt là ăn với cái tương ớt của con làm là tuyệt vời ở một đời. Cái món tương ớt này mà ăn với cơm gà Hội An rất là ngon. Vậy là bé sẽ cầu không phát biểu ý kiến. Bà bác chỉ có xuống kìa. Rồi. Ăn bữa nay là má mi mai nấu đó nha Lucy với Cà Tiên. Hả Lucy? Dạ. Hôm nay má mi mai nấu cho ăn á. Ngày mai má mi mai về Việt Nam rồi. Cà Tiên có buồn không? Má mi mai về Việt Nam Cà Tiên có buồn không? Có hả?
Có tay đưa máy bay vô sân bay đúng không? Có buồn có hấp về không? Thôi, im, mình làm tôi cắt luôn. Em mẹ có buồn không? Ăn đi chồng. Thôi. Nàng đâu quay phim. Mẹ. Buồn. Mẹ có buồn không? Thôi ăn đêm thôi anh. Dạ, mẹ có buồn không chị? Anh chồng ảnh ảnh mất cỡ. Bài bon, hôm nay ăn gì đó mì Quảng của máy mì Mai xong rồi. Đây cái này là của Patrick nè, Patrick mua bánh gato nè. Ồ nhìn hấp dẫn quá ta. Hả, xì xú lý là lê gato hả? Xà lè bon. Lê có ai? Xà lè bon. Mẹ là có cái này. Ờ có cái đó để mình ghi mình ăn phải không? Rồi Katy ăn cái gì là sô-cô-la. À sô-cô-la blanc hả? Wow, so yummy. Ok, rồi bây giờ ăn bánh rồi, giờ trước khi ăn bánh à. Vào. Ba kia Kiva. Bom bây giờ. À, oui. Lucy có cadeau gì cho má Mai không? Ngày mai má Mai đi về Việt Nam lại rồi kìa. Ôi trời ơi. Chuyện của con hả? Wow, mommy Mai mở ra coi thử Katy Lucy cadeau bao nhiêu tiền của. Tiền của con kia mà. Con mặt của mommy Mai. Nhiều quá. Mở ra coi, lấy hết ra coi. Cái mặt hết say. Ôi trời. Con làm gì mà có tiền nhiều vậy? Bao nhiêu đó? Wow. 100 đồng. Ô 200 luôn. Sao mà Lucy có tiền nhiều vậy rồi hả? Xạo cái này tiền của ba ba phải không? Patrick hả? Sẽ cadeau de Patrick là cái này là Patrick tặng cho má Mì Mai đó. Rồi từ từ để má Mì Mai nói. Má Mì Mai nói gì Patrick đi. Ơi bác sĩ Patrick với Lucy. Nhiều. Oh yes. Bon, rồi Katy cũng có tiền cho má Mai nữa nè. Katy có không? Đưa Mai coi. Katy có luôn hả? Trời ơi. Đâu, Katy có cadeau gì cho má Mai mẹ chưa thấy. Ôi trời, có cái envelope luôn hả? Cadeau cho má Mai coi là cho má Mai được nhiêu vậy? No, Katy cầm lại, Katy cầm lại. Katy đem qua. Katy bisu má Mì Mai chứ. Ngày mai má Mì Mai về Việt Nam rồi là Katy nhớ hả? Qua đây má Mì Mai yêu Katy mà. Yêu, thôi được rồi, má Mì Mai mở coi cadeau của Katy là gì. Mà ở đâu Katy có vậy? Katy có tiền hả? Có Katy hả? Voilà. Trời ơi. Ô, cái gì nhiều vậy? Katy làm gì có tiền nhiều vậy? Bao nhiêu vậy? 200. Ồ, 200 luôn. Mẹ con lấy cái này được không? Là Lucy 200, Katy luôn 200. Ồ, má Mì Mai ấm rồi. Không có sang năm qua tiếp. Má Mì Mai ấm. Nè, ông hỏi là vài bữa ông đi Việt Nam rồi, khi mà ông về lại Pháp là má Mì Mai có tại tặng cho ông giống vậy không? Ok. Rồi, vậy là coi như là má Mì Mai có tiền bể bánh tráng rồi rồi đó. Bon, ok, bây giờ cắt bánh đi ha. Cắt bánh đi. Rồi ok, bây giờ hai đứa cháu yêu tặng cho thay mặt cho hai ông bố là tặng cho bà ngoại hai cái quà là bà ngoại có thích không? Thích. Vui quá trời. Bà ngoại vui quá trời, bà ngoại như cười té té luôn kìa hả? Bà ngoại cười tươi. Yêu miết. Bà ngoại cười tươi. Hết sạch. Rồi thôi bây giờ cả nhà cùng ăn bánh nha. Xong là má Mì Mai phải làm hành lý rồi, sáng mai sẽ đưa má Mì Mai ra sân bay nha. Rồi mọi người ăn bánh đi, Katy ăn bánh đi con.